Đôi bạn từng chung chí hướng nhưng vì tiền ảo mà trải ngang. Khoa bước vừa kéo chân lên 1m8 đã lên trước chủ tịch. Hiện tại mình đang ngồi trong cái phòng, đây là như là phòng giám đốc, phòng chủ tịch là của mình. Thì mình sau này mình sẽ ở trong cái này để mình quan sát được hết động tĩnh của nhà hàng. Rồi mình gắn camera rất là nhiều. Trên đi đặng chuyển vai giao lưu với Equip và Tuấn Hưng. Ngày xưa. Bình thường là hay làm cái này. Nhìn cái đàn con gì là sao? Là không xong. Không xong hả? Nào. Cái răng mình là người sáng tạo cái này. À, là anh cho đây cái gì nhờ cái răng? Gì vậy? Đây, quay đây luôn, quay đây coi. Đó, là gì nhờ răng thôi. Không là đây, anh đã hiểu, anh đã nghĩ, anh đã biến, anh đã nhờ. Đó. Từng là đôi bạn thân đi đôi cũng bàn những dự án giá trị khủng, nhưng vì một sự cố nhỏ khiến Johnny Đặng và Khoa Bớt không còn chung chí hướng. Mỗi người đều có lối đi riêng mà có thêm những người bạn mới. Khoa Bớt: hàng của mình là nó không có đơn giản là bạn mua xong là bạn post video lên là một tháng hai tháng sau nó xong nhà hàng đâu các bạn. Thì cái nhà hàng của mình làm ít nhất cũng phải một còn cái năm trời nó mới hoàn thiện. Nam YouTuber tiếp tục đăng tải video chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị trở thành chủ tịch Khoa Bớt. Theo đó, anh sẽ khai trương lại nhà hàng lẩu ở Houston và mục đích chính là để làm giàu. Nhà hàng lẩu này đã được Khoa Bớt mua lại từ năm 2021 và ban đầu dự tính sẽ hợp tác chung với Vương Phạm. Tuy nhiên, sau khi hai người nghỉ chơi, cộng thêm tình hình dịch bệnh và Khoa Bớt đã đi kéo chân, việc mở nhà hàng đã bị trì hoãn lại đến tận bây giờ và sẽ chỉ có một mình anh đứng lên kinh doanh. Khoa Bớt cho biết anh đã mua lại nơi này với giá 250.000 USD, gần 6 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí phá hết đi xây lại bên trong. Ngoài ra, mỗi tháng nam YouTuber còn tốn thêm hơn 13.000 USD, khoảng 300 triệu đồng tiền thuê đất. Trong một năm qua, dù nhà hàng không hoạt động, nhưng theo hợp đồng, Khoa Bớt vẫn mất không hàng tỷ đồng để thuê đất. Mặt bằng mình thuê ở đây là 13.000 đô một tháng và hơn 300 triệu một tháng các bạn. Hơn 300 triệu một tháng mà hiện tại là mình trả tiền mặt bằng là nó hơn gọi là 3 tỷ bạc tiền mặt bằng rồi, chưa tính tiền mình mua cái nhà hàng này là bữa mình mua là 250.000 đô, là gần 7 tỷ. Thời điểm này, Khoa Bớt đang tiến hành sắp xếp, thiết kế lại nhà hàng. Mình muốn mọi người đến đây ăn phải thật thoải mái, mọi thứ sang, sạch, đẹp, đồ ăn tươi ngon. Mình muốn đây trở thành nơi mà cộng đồng người Việt tới ăn, giao lưu với mình, nên mình đặt yêu cầu rất cao, anh nói. Để việc khai trương được thuận lợi, Khoa Bớt phải giải quyết khá nhiều khó khăn, đặc biệt là khâu nhập khẩu nguyên liệu. Anh cho hay, tại Mỹ có bán rất ít các loại thực phẩm phù hợp để ăn lẩu, nên nam YouTuber phải thuê container mua hàng từ Trung Quốc vận chuyển về. Không chỉ mở một nhà hàng ở Mỹ, tham vọng của Khoa Bớt là mở rộng hàng chuỗi nhà hàng lẩu, có cả chi nhánh ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu. Bên cạnh đó, anh cũng ấp ủ kế hoạch mở nhà máy sản xuất lẩu. Johnny Đặng. Dân tình được fan xôn xao khi trên trang cá nhân của Johnny Đặng xuất hiện đoạn clip ông Hoàng Kim Cương hội ngộ cùng ca sĩ Tuấn Hưng và Eric. Cả ba cùng ăn uống ca hát vui vẻ tại một nhà hàng ở Mỹ. Chưa biết đây chỉ là cuộc hội ngộ tình cơ hay là một dự án làm ăn tiền tỷ sắp ra mắt. Nhưng sau khi Johnny Đặng chia sẻ đoạn clip, bên dưới dân tình lại lùa nhau rằng chắc sắp tới Eric sẽ được tặng một bộ răng kim cương để đeo đi hát cho thêm phần sáng chói. Hát một bài tặng một bộ răng kim cương, mai thấy Eric đăng ảnh Reels của chú. Trước đó, cư dân mạng được dịp bàn tán xôn xao khi vua Kim Hoàng gốc Việt Johnny Đặng bất ngờ đăng tải hình ảnh thân thiết với hoàng tử nhà Pháp Justin Bieber. Thế nhưng, điều khiến dân tình bàn tán nhiều nhất về cuộc gặp gỡ này là cái giá mà Johnny Đặng phải trả, đó là hơn 3 tỷ đồng. Để không bỏ phí cuộc gặp gỡ, ông nhanh trí làm cho Justin Bieber một bộ răng kim cương để tăng thêm tình thương mến. Có thể nói tình bạn của hai nhân vật trên lúc mới bắt đầu đã nhận được sự chú ý quá lớn vì toàn xuất hiện những tài sản tiền tỷ khiến dân tình trầm trồ. Giờ đây hầu nghỉ chơi, ai cũng đã có lối đi riêng và những người bạn mới. Bạn cảm nhận như thế nào? Hãy cùng chia sẻ bên dưới nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!